Tôi tên là Cổ Hoàng Ngọc Minh, là chuyên gia trang điểm đến từ nhãn hàng The Glen. Hồng, bước 1, làm sạch da bằng nước hoa hồng. Hồng, dùng bông cô tôn thấm đều nước hoa hồng và nhẹ nhàng lau khắp mặt. Bước 2, dưỡng da trước trang điểm. Dùng tinh chất dưỡng da để làm sáng da và ngăn ngừa sạm nám. Dùng CC cream có chất chống nắng SPF 30 tán đều một lớp mỏng để bảo vệ da và làm đều lại màu da, đồng thời giúp ngăn ngừa lão hóa cho làn da. Bước 4, phấn nền. Sử dụng một lớp phấn nền để làm sáng da và điều tiết lượng dầu trên bề mặt da cho làn da rạng rỡ. Bước 5, kẻ chân mày. Dùng bột kẻ chân mày lấp đầy các khoảng trống, giúp hàng chân mày tự nhiên hơn. Sau đó, dùng chì định hình khung chân mày thêm sắc nét. Bước 6, phấn mắt. Để tạo nên một đôi mắt trẻ, bạn có thể dùng một ít màu mắt hồng tán đều lên mi. Mắt và kẻ một đường eyeliner thật mỏng, thật tự nhiên. Bước 7, mascara. Chải mascara để hàng mi cong và dày hơn. Bước 8, má hồng. Dùng một ít má hồng lên đôi má để mang lại sự rạng rỡ khỏe khoắn cho. Bước 9, phấn bắt sáng. Phủ nhẹ một lớp phấn bắt sáng làm đều màu da và giúp gương mặt rạng rỡ hơn. Bước 10, son môi. Thoa một lớp son môi màu hồng da để gương mặt thêm tươi tắn và luôn rạng rỡ.